Em chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của máy nông nghiệp Hải Sơn nhé. Hôm nay em sẽ quay cho mọi người một chiếc máy khá là mới mà trước giờ chưa được đăng tải trên kênh YouTube của máy nông nghiệp Hải Sơn. Đó chính là MGT3 Kubota. Đây ạ. Nước sơn của em này vẫn còn rất là đẹp này. Lốp bánh bề ngoài cực kỳ đẹp. Trước khi qua em này thì công ty cũng có rửa qua rồi nên là nó nhìn khá là mới, khá là đẹp, sạch sẽ. Em xin đi vào phần thông số kỹ thuật của máy này nhé, để cho mọi người cùng tham khảo. Máy này có khá là nhiều vấn đề để bàn luận đây. Máy này là động cơ 4 máy nhé. Nhưng mà lát quay phần động cơ ấy, thì em sẽ cho mọi người xem cái phần 4 máy đấy. 21 mã lực này. Máy GT này là dòng máy đời cao này. Thiết kế nhỏ gọn nhưng công suất không hề nhỏ. Thông thường thì các dòng máy đời L khoảng 20 đến 25 mã lực ấy thì động cơ chỉ có 3 máy thôi. Nhưng mà riêng GT3 này thì động cơ là 4 máy. Bao khỏe và tiết kiệm nhiên liệu nhé. Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn nhưng mà rất là khỏe và cứng cáp. Máy này có trợ lực lái nhé. Đây là ký hiệu của máy có trợ lực lái này. Máy này là số cơ nhé, chứ không phải là số dầu. Đây số cơ đây ạ. Số cơ này. Đặc biệt ở máy này là số phay là 3 tốc độ này. Và có cả phay ngược. Đây như mọi người quan sát thấy. Và chỉ có máy đời cao mới có thôi nhá. Những cái đời L1 thì sẽ không có cái số phay như thế này. Cần bên trái là cần chỉnh tốc độ phay, bao gồm 3 tốc độ là 1, 2 và 3 như mọi người đã quan sát thấy ở đây ạ. Còn cần bên phải là cần phay xuôi và phay ngược. Khi mà kéo lên trên thì sẽ là xuôi này. Kéo xuống dưới sẽ là ngược nhá. Bên này số 1, số 2 và số 3. Mọi người quan sát giúp em ở cái phần ký hiệu này của máy này. Em sẽ zoom lên cho mọi người xem. Đây ạ. Theo cái ký hiệu này thì sẽ được khuyến cáo là chỉ dùng số phay ngược đối với số 1 thôi nhá. Còn sẽ không dùng số phay ngược với số 2 và số 3. Số phay xuôi thì vẫn có thể dùng 1, 2 và 3 được. Tiếp theo là về số giờ. Máy này chạy được rất là ít giờ, chỉ khoảng gần 500 giờ thôi. Cụ thể là chạy được 493 giờ nhá. Ký hiệu AD này, mọi người có biết ký hiệu này là gì không ạ? Thông thường rất ít bác để ý đến cái ký hiệu này của cái máy này ấy. Nó rất là hay mà rất là ít bác để ý. Thì thông thường ý, máy cày khi mà đánh lái sang một bên thì sẽ bánh trước và bánh sau sẽ cùng tốc độ di chuyển đúng không ạ? Nhưng mà riêng về cái dòng GT3 này ý, thì bánh trước sẽ được tăng tốc quay nhanh hơn bánh sau để vào cua gấp hơn. Chức năng này thì chỉ có trên GL, GT và L1 dòng lẻ thôi. Còn những cái L1 dòng sẵn như là 22, 24 hoặc là 26 thì không có cái chức năng này đâu ạ. Bây giờ em sẽ quay phần động cơ bên trong nhé.
Động cơ máy này là 4 máy. Động cơ 4 xi lanh, nước xanh vẫn của nó đó. 4 xi lanh. Nguyên bản nguyên zin. Rồi đã kiểm định sao? Chưa kiểm định à? Chưa. Đấy, vẫn đất Nhật luôn. Nguyên bản của Nhật. Nguyên bản. Đây mọi người quan sát thấy khô ráo này. Ui. Đấy, cái nước xanh của nó đấy. Bài cái nước. Cái nước xanh. Ok. Mọi người mà mua máy á, bên em thì sẽ được kiểm tra này, bảo dưỡng và thay dầu, thay lọc toàn bộ nhá. Mua về chỉ việc chạy thôi. Rồi, mọi người có câu hỏi gì thì cứ alo số điện thoại 0936328299 giúp em nhá. Hoặc là để lại comment ở bên dưới thì em sẽ tranh thủ trả lời hết những thắc mắc của mọi người ạ. Bây giờ bác giám đốc sẽ chạy thử nổ máy thử nhá. Nổ máy thử ra này. Đấy, ok. Rồi. Bắt đầu đi nào. Bắt đầu đơn giản. Có nguy hiểm. Máy chạy rất là êm này, giòn nhá. Ống khói. Mọi người quan sát thấy. Mọi người quan sát thấy chưa ạ? Ui. Mọi người thấy sếp em đánh lái dã man không? Chú có muốn nói gì không ạ? Chào các bạn nha. Ông Sơn là giám đốc kiêm thợ lái máy cày. Lái siêu đỉnh. Ở video hôm nay thì em xin kết thúc tại đây nhé. Mọi người nhớ bấm like và subscribe cho Máy Nông nghiệp Hải Sơn nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Máy Nông nghiệp Hải Sơn ạ. Em chào tất cả mọi người nhé. Cho anh Hải lên à? Cho anh Hải lên sóng. Đây là rồi.